Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin học giả quốc tế bình luận gì về tứ trụ sau đại hội lần thứ 13. Kết quả nhân sự của đại hội lần thứ 13 không chỉ thu hút sự quan tâm bình luận của dư luận trong nước, mà giới học giả quốc tế cũng tốn không ít giấy mực để phân tích về ý nghĩa chính trị của sự kiện quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần này. David Brault, một học giả Mỹ có kiến thức sâu rộng về vấn đề Việt Nam, tóm lược lại kết quả đại hội 13 bằng một câu nói: người tốt nhất đã không thắng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo hôm 1 tháng 2, ngay sau khi phiên bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trung tâm đại hội. Theo vị khách người Mỹ này chuyên nghiên cứu về Việt Nam, thì trong khi truyền thông Việt Nam đưa tin đại hội 13 đã thành công rực rỡ, nhưng đại hội này đã bộc lộ một số vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất, vì không thể thuyết phục được Ủy ban Trung ương chấp nhận người kế nhiệm mình mà chọn, cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã phá bỏ các tiêu chuẩn về sức khỏe và tuổi tác để tiếp tục ở lại lãnh đạo đảng. Dường như ông Trọng đã cho rằng không ai có thể thay thế được ông đưa Đảng Cộng sản Việt Nam trở lại cội nguồn của chủ nghĩa Marx Lenin. Đặt ra câu hỏi là liệu học thuyết Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh có cung cấp khuôn khổ phù hợp với một quốc gia đã trải qua 3 thập niên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Đội ngũ lãnh đạo của Đảng ngày càng già đi. Tuổi trung bình của 18 ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại đại hội 13 là 61 tuổi. Việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại tiếp tục lần này đã trở thành tình trạng đặc biệt quá tuổi và tiền lệ xấu cho đại hội Đảng, đại hội lần thứ 13 và sau này. Tiếp theo đó là vấn đề về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã từng bị đột quỵ vào hồi tháng 1 năm 2019. Kể từ đó, ông đi đứng loạng choạng, thấy rất rõ mặc dù ông cố gắng phát biểu lâu tại đại hội trong ngày bế mạc. Một cú đột quỵ khác có thể kích hoạt cuộc ẩu đả tự do giữa các phe nhóm trong đảng nếu ông đột nhiên lăn ra ốm. Giáo sư cả thầy của Học viện Quốc phòng Úc thì cho rằng việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện tính sơ cứng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tứ trụ của đại hội lần thứ 13. Theo ông, hệ thống chính trị Việt Nam đang bị bệnh xơ cứng động mạch và nó đang ngăn dòng máu dẫn tới não. Ông phân tích, để lên vị trí cao nhất, bạn phải ở trong Bộ Chính trị 5 năm. Để vào Bộ Chính trị, bạn phải ở trong Ban Chấp hành Trung ương 5 năm. Trường hợp cụ thể này, có 19 thành viên của Bộ Chính trị được bầu vào năm 2016. Trong số đó, 5 người không còn nữa vì đã chết, bị loại tù, cho vào tù hoặc vì sức khỏe quá yếu. Sau đó, với tuổi nghỉ hưu ở độ tuổi 65, họ chỉ có 6 người để lấp đầy 4 vị trí tứ trụ. Đối chiếu các tiêu chuẩn đề ra cho các vị này, chúng ta có thể nói rằng tất cả những người này có thể không thuộc đội hình xuất phát từ ban đầu. Vì vậy, họ phải miễn trừ cho chính Tổng Bí thư và người thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để ông ấy có thể ở lại. Nhà nghiên cứu người Úc từng so sánh vui rằng với hệ thống chính trị như ở Việt Nam thì một thống đốc ở tiểu bang Texas không bao giờ có thể trở thành tổng thống. Nói một cách khác, một bí thư tỉnh xuất sắc, một người xuất sắc trong bộ máy hành chính như thế nào đi chăng nữa, dường như không có cơ hội vì họ phải đánh mốc thời gian như một chiếc thang cuốn và phải cần 5 năm để đi lên, và sau đó lại tốn thêm 5 năm nữa để lên tiếp. Học giả người Úc nhận định việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại là vì Ban Chấp hành Trung ương đã không đạt được sự đồng thuận nhất trí cao về việc ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự sẽ phục vụ được 5 năm nữa hay không? Bởi đã có tiền lệ vào năm 1996 khi ông Đỗ Mười vẫn tiếp tục ở lại với một thông điệp ngầm rằng ông ấy sẽ từ chức khi tìm được người thay thế. Và cuối năm 1997, một năm sau khi ông đắc cử, ông đã từ chức và ông Lê Khả Phiêu trở thành Tổng Bí thư. Thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang hiện là tiến sĩ tại Đại học Victoria, New Zealand thì nhận định như sau. Việc ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử là một bất ngờ lớn đối với tất cả những nhà quan sát tình hình Việt Nam vì nó phá vỡ những chuẩn mực chính mà không chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 vào hôm 27 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, đó được xem như là một sự lựa chọn, một nối tiếp ngắn hạn vì ông Nguyễn Phú Trọng không thể đưa được người ứng cử viên thích ứng của mình ra. Ông Trần Quốc Vượng
thường trực Ban Bí thư trước đó vào vị trí Tổng Bí thư. Trong khi các ứng cử viên nặng ký khác như ông Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội cũng đã không thể ứng tiến vào chức vụ này. Nhân vật thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được cho là đã có một nhiệm kỳ đầu tiên thành công. Ông dự kiến sẽ được Quốc hội bầu chọn làm Chủ tịch nước. Việc này có thể được xem là một sự xuống chức vì chức vụ này ở Việt Nam thì chỉ có tính chất tượng trưng mà thôi. Phó giáo sư Paul Schuller của Đại học Astoria, Hoa Kỳ thì cho rằng với tình trạng sức khỏe và tuổi tác của Nguyễn Phú Trọng cũng như với tiền lệ bản thân ông này đang giữ vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Trọng có thể tiếp nối tiền lệ đó khi ông Trọng đã phải hưu, ông Schuller nhận xét, và ông Phúc có thể tiếp nối giống ông Trọng như vậy. Một mặt khác, chức Chủ tịch là một vai trò yếu thế hơn so với vai trò Thủ tướng. Mặt khác, một sự miễn trừ đặc biệt đã cho phép ông Phúc ở lại Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ trước khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời đã hợp nhất hai vị trí Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Có nghĩa là khả năng nếu ông Trọng vì một lý do nào đó phải từ chức thì ông Phúc có thể thay vào đó để làm đối trọng với ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Khắc Giang còn bổ sung thêm về ưu thế của ông Nguyễn Xuân Phúc như sau. Thêm nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một thế mạnh cho các vấn đề đối ngoại của Việt Nam do Bộ Chính trị không có đại diện của Bộ Ngoại giao khi ông Phạm Bình Minh sau hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Ngoại giao có thể chuyển đi nơi khác. Ông Phúc đã thực sự thành công trong việc cân bằng được mối quan hệ giữa các siêu cường, đặc biệt là ông có mối quan hệ nồng ấm với Mỹ dưới thời chính quyền ông Donald Trump đầy biến động và hỗn loạn. Đồng thời, ông cũng cân bằng khá tốt mối quan hệ với Trung Quốc và tăng cường vai trò của Việt Nam trong ASEAN và mối quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Nhân vật thứ ba là ông Phạm Minh Chính, nhân vật dự kiến sẽ nắm vai trò Thủ tướng, nhận được cả sự tin tưởng và sự ngờ vực của giới học giả quốc tế. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận chiều ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thạc sĩ Nguyễn Giang bình luận tiếp như sau. Ông Chính là một chính trị gia đầy tham vọng và ông ấy có thể tìm kiếm một dự án mang dấu ấn, chẳng hạn như luật đặc khu kinh tế bị thất bại vào năm 2018 mà ông ấy là người ủng hộ mạnh mẽ. Ông ấy cũng được coi là một chuyên gia về tổ chức, ông có thể tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính ở Việt Nam khi đất nước đang đối mặt với vấn nạn của quổng máy, hành chính và khu vực công quá cồng kềnh. Cũng cần lưu ý rằng Việt Nam đã trải qua 3 đợt cải cách hành chính trong những năm 90 mà không đạt được thành công nào đáng kể. Với ông Chính, với thành công cải cách hành chính tại Quảng Ninh, có thể có một sự bổ sung tốt cho nỗ lực đó. Nhà nghiên cứu Mỹ David Roth thì bình luận tiếp như sau. Những người xuất sắc nhất đã không giành ghế chiến thắng và ông Phạm Minh Chính đã trở thành Thủ tướng là một nỗi lo đặc biệt. Truyền thông nhà nước Việt Nam phải chịu sự hướng dẫn của nhà nước và do đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoan nghênh tất cả những kết quả này. Nhưng các bài đăng trên mạng xã hội đã đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Ông Chính là một tay trong, một thiếu tướng công an 63 tuổi, là người chỉ giữ chức vụ nhà nước 4 năm làm bí thư ở Quảng Ninh, tỉnh ven biển tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiệm kỳ của ông đáng chú ý nhất là việc ông tài trợ cho kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế đảo Vân Đồn, nơi có doanh nghiệp nước ngoài sẽ được hưởng hợp đồng thuế đất miễn thuế 99 năm. Đó là một dự án đã được giao bán ít nhất từ năm 2007 với tập đoàn bất động sản tư nhân Sun Group. Nó trở nên nguy hại vào năm 2018, 2 năm sau khi ông Chính rời Quảng Ninh để nhận chức vụ mới trong ban bí thư. Khi luật thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn và hai dự án tương tự ở xa hơn về phía Nam, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được trình lên cơ quan lập pháp Việt Nam, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã nổ ra trên Facebook khiến ông Chính cũng như lãnh đạo Quốc hội bị chỉ trích nặng nề. Không rõ có đúng không, nhưng công chúng nhận thức rằng kế hoạch này là một sự bán tháo cho các nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm song bạc và những thứ tương tự, và có thể cung cấp một cơ sở hỗ trợ sẵn sàng cho những kẻ xâm lược từ phương Bắc. Một cách thận trọng, chính phủ đã rút lại dự luật sau khi có cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra ở các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Có rất ít thông tin về thành tích của ông Chính trong công việc gần đây nhất của ông ta, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, một đơn vị thuộc Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những lo ngại sẽ kéo dài về khả năng của ông Chính trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của chính phủ ở cấp cao nhất, cho đến khi ông ta chứng minh được điều ngược lại. Nhân vật cuối cùng trong tứ trụ là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, người được dự kiến sẽ làm Chủ tịch Quốc hội, chỉ nhận được sự nghi ngại của giới quan sát.
Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện tại Đại hội Đảng lần thứ 13 hôm 28 tháng 1 năm 2021. Thạc sĩ Giang lý luận về việc ông Huệ đã không chiếm lấy được chức vụ Tổng Bí thư như sau. Không nhận được chức vụ Thủ tướng hẳn là một sự thất vọng đối với ông ấy. Tuy nhiên, chức vụ Chủ tịch Quốc hội không có gì là khó chịu vì nó có hàm ý rằng ông Huệ đang được chuẩn bị để làm Tổng Bí thư kế tiếp. Bởi vì hai vị Tổng Bí thư trước đây, từ năm 2001, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nông Đức Mạnh, cả hai đều giữ chức vụ này trước khi lên chức vụ cao nhất. Ông David Rohn thì rút ra kết luận như sau. Bài học rút ra ở đây là trong vài năm tới có thể thấy một lãnh đạo đảng hồng hơn chuyên có khả năng sẽ nâng cao nghề nghiệp. Với sự phức tạp ngày càng gia tăng của nền kinh tế và cơ cấu xã hội của Việt Nam, đó không phải là một điều tốt. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh từ Anh Quốc từ Đại hội 13 đã đưa ra bình luận như sau. Chừng nào chưa có một cuộc bầu cử thật sự của người dân thì các sự kiện như Đại hội 13 chỉ có thể được gọi là những cuộc thăm dò, thậm chí còn chưa đầy đủ ai được ủng hộ trong nội bộ của Đảng mà thôi. Nếu Đảng Cộng sản tự hào về sự yêu mến và tin tưởng của nhân dân, chúng tôi băn khoăn là tại sao các lãnh đạo đảng này không tham gia vào một cuộc bầu cử phổ thông thực sự để khẳng định và gia tăng tính chính danh của mình. Sự tham gia của họ chắc chắn sẽ góp phần khuếch trương và tinh thần và thăm dò đề cập ở trên luôn nêu ra trong mọi thông báo của mình như sau. Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng tất cả các ứng viên và đảng phái. Đảng Cộng sản làm được điều này thì tôi thực sự tin rằng nhân dân Việt Nam rất cảm ơn họ. Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng lần thứ 13, với sự sắp xếp nhân sự như vậy, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục làm tiếp nhiệm kỳ thứ 3 và họ đã làm trái với cả điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng người dân Việt Nam không có hy vọng gì với đảng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, 13 tháng 2 năm 2021 với bản tin Học giả quốc tế bình luận gì về tứ trụ sau Đại hội 13. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.